Nhiệm vụ của em là gì? Đó là sẽ phải thuyết phục ba mẹ làm sao để cho em bước chân vào cuộc thi này. Chúng tôi phải diễn một vở kịch dựa vào câu chuyện những ngày đầu khi mà chúng tôi đi casting. Năm nay tôi nghe phong phanh là nó đổi thi. Ôi, tội nghiệp quá. Ủa con? Kìa. Ngồi xuống đi con. Ngồi con. Bộ ơi. Hả? Sao con? Năm nay con thi lại Next Top Model. Thi lại? Next Top Model. Là làm người mẫu nữa hả? Năm ngoái, mẹ thấy con đi thi về, mẹ thấy con như thế nào? Thì con muốn cái thất bại như thế, mẹ có muốn con làm lại không? Không. Tôi thấy chị Ngân lên diễn cũng rất là giống những cái tình huống chị Ngân đã kể cho tôi nghe. Năm nay con muốn làm lại, con muốn mình không được phép thất bại. Nhưng mà nếu thất bại nữa thì sao? Chắc chắn không thất bại. Tại sao con biết không thất bại? Quyết tâm. Quyết tâm phải có cái gì cụ thể chứ, bây giờ con nó có quyết tâm thôi ai mà nó không được. Bố mẹ nhìn vào mắt con, con biết mẹ rất muốn là con có cuộc sống an toàn sau này. Đúng. Đúng. Nhưng người mẫu, đấy là ước mơ của con. Ủa là sao? Vậy là con vậy không là... thấy có sự quyết tâm gì ở đây hết trơn á. Bây giờ cha mẹ nói cho con biết, nếu như con vẫn quyết tâm là theo đuổi cuộc thi đó, con muốn làm gì thì làm, đừng bao giờ quay trở về này nữa. Mặc dù là trong đầu tôi nghĩ là phải biết kiềm chế lại, nhưng mà không hiểu sao nước mắt nó vẫn rơi ra. Mời bạn tiếp theo lên thì tôi thấy xung quanh các bạn ai cũng ngồi im re, người này đùng đẩy người kia đùng đẩy người nọ, nên tôi đứng lên, tôi xung phong là người thứ hai. Má ơi, con mới đi casting hả, Việt Nam Next Top Model về má. Rồi sao con? Con được đậu vô vòng bán kết luôn. Đây là con phải xa nhà đó hả? Dạ. Thế con khỏi đi đâu trơn á? Mà nó có cho ba mẹ đi theo không? Đi theo thì được. Mẹ thi luôn. Không, mẹ mà thi gì? Thi nét đẹp quý bà hả? Bây giờ má không bao giờ má xa con được hết trơn má. Má biết con mà, má biết con thích ngành người mẫu gì đó giờ rồi. Tôi nghĩ diễn bản chất thật của mình thì tôi nhõng nhẽo với chị Lê Khánh và anh Đại Nghĩa. Đâu có hôm đó hả, má mua đĩa cái luôn quá trời, má không chịu coi. Còn còn Việt Nam Top Model má ngồi bước chân vào, bị cám dỗ, bị đồng tiền, xa ngã. Tha ngã, nó tha quá mình. Đó là cái vấn đề mà quan trọng. Con có dám nói với ba mẹ rằng con sẽ không bị xa ngã trước những cám dỗ đó không? Dạ không. Đó, thấy không? Dạ rõ ràng là con, bây giờ là con. Con không bị cám dỗ. Đây nộ cái thái độ mà khi con nói chuyện với ba mẹ về cái vấn đề quan trọng như vậy mà ba thấy cái gương mặt con vui quá. Bây giờ con cứ suy nghĩ đi nha. Chừng nào mà gặp mặt ba nói chuyện mà con rưng rưng được nước mắt, lúc đó là ba tính tiếp vậy đi. Đến lượt mình, bắt đầu cái tâm trạng của tôi nó lo lắng và buồn chồn hơn. Con có cái này. Có gì? Con được lọt vào vòng bán kết của Việt Nam Next Top Model. Ôi kỳ vậy con ơi. Trời, con là đô vật mà con đi vô lắm, con giật hết mấy người ta làm sao. Trời ơi, tội nghiệp mấy đứa khác con. Hả? Cái cô mẫu gì Xuân con. Lan đó, mỏng manh như cây tâm vậy đó. Bây giờ con nở nào con nắm được giật đất rồi sao chịu nổi. Con đã phải cố gắng lắm trong 3 ngày con mới đi thi được, lấy được cái bán kết này ra xong mới ông không đi. Nhưng mà cái tờ giấy này nó không nói lên được điều gì trong tương lai. Tại sao bây giờ con đã cố gắng khả năng của con. Từ bé đến nay con đã nghe theo bố mẹ rồi, tại sao chỉ một lần duy nhất bố mẹ không nghe cho con? Lúc mà tôi khóc đó, tôi diễn bằng cái cảm xúc thật của tôi. Ba mẹ chỉ hoài nghi cái chuyện là con làm người mẫu có được hay không thôi. Tôi cố gắng lấy lại cái nụ cười của mình khi mà anh Đại Nghĩa đã gợi mở con đi cho ba má xem thì ba má sẽ đồng ý cho con đi. Giờ con đi rồi bố mẹ hát cho con đi. Bố mẹ hát nhạc trẻ, đừng hát cái lương con đương nghe nhiên được. Rồi. Về tới đâu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Đang đi được thì chị bỏ đi luôn. Nên là làm tôi cũng hốt hoảng là không biết là mình có thuyết phục được hay không. Khi mà Thiên Trang vô set thì ban đầu tôi thấy là Thiên Trang muốn chực khóc rồi. Tâm trạng Thiên Trang lúc đó rất là buồn. Mẹ xin ba giùm con. Xin gì cơ? Ông cho nó 500 ngàn nữa xin tiền không? Chuyện nhỏ con. Mẹ nhét tóc mua đồ cho con chưa? Ôi nhanh mày bảo. Trời ơi, ủng hộ liền quá. Nếu như mà con nói sớm một chút đi là ba mẹ tao nói giác vàng cho con từ đầu tới chân. Con phải đạt quán quân cho má cuộc thi này. Dạ. Bây giờ sau đó con cặp đại gia lấy tiền về nuôi ba má. Đó, đơn giản hết sức. Dễ ớt à, dễ ớt à. Ba má có hiểu là người đẹp cặp với đại gia ở đây có nghĩa là gì không? Nói như vậy. Là tình yêu. Tình yêu. Một người yêu đúng. Tình, một người yêu tiền. Còn má phải hiểu được nghề người mẫu cũng là một nghề con tự nuôi sống bản thân của con được. Anh Đại Nghĩa, chị Lê Khánh phối hợp với nhau rất ăn ý rồi, không thể nào mà có thể lý giải cho họ hiểu được. Sống ở xã hội Việt Nam người ta đi lên, ba má đi xuống. Con không muốn cho một người đi xuống mà con muốn tự kiếm tiền bằng chính đôi tay của con. Thôi bây giờ con đi thi đi rồi lấy đại gia về cho má. Ừ. Đến lúc mà hết giờ thì hai anh chị đi xuống và tôi cũng bỏ đi luôn. Bởi vì tôi nghĩ là tôi không có cần phải giải thích với hai đối tượng nguy hiểm của xã hội. Khi mà tôi ngồi hàng ghế khán giả và xem thì tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý của mình. Tôi cũng nghĩ rằng là tôi sẽ diễn như thế nào. Lên trên này nghe. Tình ơi lắm.
Trời ơi, ngồi trong nhà mà gió thổi lồng lộng muốn bệnh luôn. Ba má con mới về. Gái sao mới giờ đi đâu con? Dạ, con có chuyện này con nói. Chuyện gì nói ba má nghe. Chuyện gì gửi coi. Ba má thích con người mẫu lắm rồi phải không? Là cái gì? Người mẫu là đến nào không? Người mẫu. À, thì mấy cái cô mà đi chính sàn á. Đi ngoài đường, gặp mấy nhỏ đi ngoài đường quá. Trên chương trình mà bữa hỏi mà ba con thấy trời ơi đẹp quá. Cái má đọc ba cái tết gì nè. Khi vào thì tôi cũng khá là khớp. Nhưng mà sau đó tôi cũng cố gắng để hòa theo nhịp diễn. Ba má biết hôn tại vì nếu học thì biết thích mới học được. Chứ bây giờ nhà phải má thích ba má mới cưới không? Không á, hồi đó là má bị ép. Bị ép duyên không á con? Ừ. Vậy ba má có phải có thích con mà má mới sinh con ra không? Không, cái đó ngoài ý muốn. Ba má chưa sinh con thì ba má không thương con, nhưng mà má sinh con rồi, ba má thấy con thì ba má thương. Cũng giống như con hồi đó thì con chưa thấy người mẫu, con chưa biết người mẫu nên con không có thương nó. Nhưng bây giờ con được tìm hiểu rồi, con biết về nó rồi thì con thương yêu nó và con muốn nuôi lớn nó. Tôi cũng cố gắng là thể hiện cái diễn xuất của mình khi mà nói đến chuyện học hành thì tâm trạng buồn ra sao. Dù bạn bè chơi cười con ngày nào nó cũng nói là con không có thông minh, bất cứ chuyện gì xảy ra ai nói thì con. Thì con vì ba mẹ, con vì tương lai của con vợ nó phấn đấu. Má nói con nghe nè, con biết tại sao con thua bạn bè không? Cái này là con học theo những gì ba má áp đặt con thì con sẽ không bao giờ con tiến bộ được. Vậy đúng rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Vậy đó. Vậy là giờ con là người mẫu ha. Ba má nói cái gì áp đặt thì không tốt, còn cái gì mà con làm thì con sẽ làm tốt, vậy con là người mẫu nha. Bà là vẽ đường cho hư cả. Bằng một số phương tiện nhỏ nhỏ thì tôi đã gài được ba mẹ mình. Tôi ngồi dưới tôi suy nghĩ, sao các bạn lại đóng toàn là vai con ngoan? Đó, tôi có nghĩ trong đầu là chắc là tôi phải làm cái gì đó khác các bạn một chút. Ba ơi, con muốn đi thi người mẫu. Con mong ba là ba hiểu cho con.